Lâm Tâm Như thay đổi thái độ khi nói về việc tố Châu Kiệt cưỡng hôn. Lâm Tâm Như từng ám chỉ bị Châu Kiệt lợi dụng cảnh quay để cưỡng hôn trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Nhưng hiện tại, cô thay đổi thái độ. Ngày 19 tháng 6, ETTODAI đưa tin Lâm Tâm Như tham dự họp báo chương trình truyền hình thực tế Laser White do cô sản xuất. Tại sự kiện, nữ diễn viên được hỏi về lùm xùm từng bị tài tử Châu Kiệt cưỡng hôn khi quay Hoàn Châu Cách Cách giữa thời điểm. Phong trào Me Too đang bùng nổ ở làng giải trí Đài Loan. Trước truyền thông, nàng Hạ Tử Vi cho biết cô chưa từng bị các bạn diễn nam quấy rối hay tấn công tình dục dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt sự nghiệp của mình. Nữ diễn viên nói, những lời buộc tội trước đây là do cô thiếu kinh nghiệm và sự nhạy cảm mà cô cảm thấy khi còn là một diễn viên trẻ. Khi còn trẻ, ai cũng không biết đóng phim, ứng xử non nớt. Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm đóng cảnh hôn. Có lẽ tôi vì quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hơn. Dù gì đó cũng chỉ là công việc, Lâm Tâm Như bộc bạch. Trước đó, vào năm 2004, trong show truyền hình Khang Hy đến rồi của MC Từ Hy Đệ, Lâm Tâm Như đã kể về ký ức buồn khi quay phim Hoàn Châu Cách Cách. Cô tâm sự năm đó có một diễn viên nam cố tình lợi dụng cảnh phim để cưỡng hôn cô trước ống kính. Cô sợ hãi nhưng không thể phản ứng vì là diễn viên mới. Tiết lộ của Lâm Tâm Như khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ, mọi người nhanh chóng nhận ra Lâm Tâm Như đang ám chỉ Châu Kiệt, người có cảnh tình cảm với nữ diễn viên xứ Đài trong Hoàn Châu Cách Cách. Châu Kiệt sau đó vấp phải chỉ trích nặng nề từ dư luận. Anh kịch liệt phủ nhận cáo buộc, cho rằng đó là chuyện bịa đặt do Lâm Tâm Như giản dựng nhằm mục đích gây chú ý. Cuộc tranh cãi đã chia rẽ dư luận ở Trung Quốc, một số bênh vực Lâm Tâm Như mắng chửi hành vi xuồng xã, quấy rối đồng nghiệp nữ của Châu Kiệt. Nhưng cũng có không ít khán giả nghi vấn Lâm Tâm Như đổ tiếng xấu cho người khác để gây chú ý. Liên quan đến những cáo buộc xâm hại tình dục của nam diễn viên Hữu Thắng gần đây, Lâm Tâm Như chọn cách không bình luận trực tiếp mà giải thích rằng họ hạn chế tương tác trên màn ảnh và không có mối quan hệ cá nhân nào ngoài công việc. Được biết, cả hai từng hợp tác trong The Act of Life vào năm 2021. Tôi có ranh giới rất rõ ràng đối với mọi chuyện. Công việc là công việc. Nếu có điều gì khó chịu, vượt qua giới hạn trong quá trình hợp tác, tôi sẽ không tha thứ và sử dụng quyền tố cáo của mình, Lâm Tâm Như khẳng định. Lâm Tâm Như hiện là bà trùm của ngành giải trí Đài Loan sau khi trở về quê nhà phát triển vào năm 2021. Ngoài làm diễn viên, cô còn trở thành nhà sản xuất phim ảnh, show truyền hình. Ở vai trò mới, Lâm Tâm Như gây ấn tượng với series Hoa Đăng Sơ Thượng, chương trình Laser White, Minh Hoa, T, H.